Loại lợn có răng nanh mọc ngược xuyên thủng hộp sọ. Lợn hưu Indonesia thường phân bố ở các hòn đảo Sulawesi, Buru. Lợn hưu không có nhiều lông, gần như là không có, để lộ ra làn da màu xám ngắt. Loại lợn này có kích thước lớn cỡ 250 kg đến 300 kg. Lợn hưu là loại ăn tạp, thức ăn chủ yếu của chúng là lá, rễ, hoa quả và kể cả động vật nhỏ. Những con đực thích sống đơn độc, tuy nhiên lợn hưu cái lại thích bầy đàn. Trong tự nhiên, một đàn lợn hưu cái có thể lên đến 100 cá thể. Điều khiến chúng trở nên đặc biệt là nhờ vào cặp răng nanh dị thường của chúng. Cả hai cặp răng nanh trên và dưới đều khá lớn, cong ngược và uốn về phía sau. Cặp nanh của lợn hưu đực cong và lớn đến mức xuyên qua ngoài các lỗ để vượt qua phần đỉnh của mõm. Mặc dù những chiếc nanh này nhìn rất ngầu, thế nhưng chúng lại rất mỏng manh, không thể sử dụng trong săn mồi. Theo thời gian, chúng sẽ xoắn lại, xuyên thủng hộp sọ của con vật và có thể giết chết chúng. Các nhà khoa học vẫn chưa biết mục đích tiến hóa của những chiếc răng nanh này là gì.